ở Nhật thì hôm nay Quỳnh sẽ ăn làm hai loại, đó là wagashi mochi là tám cái bánh bên đây, và ở đây là yogan hay còn gọi là thạch tranh vẽ ở Nhật. Người ta làm lên những cái hình ở bên trong đây là con thỏ chung với lại bức chung với lại mặt trăng, nó tượng trưng cho là chuẩn bị sắp tới trung thu đó mọi người. Và bên đây thì là mặt trời mọc, tượng trưng cho là biểu tượng của đất nước mặt trời mọc. Và ở đây thì là bông sakura, cũng là thạch luôn, và thạch này là thạch trong. Nó trong như thế này nè mọi người. Và hôm nay thì Quỳnh sẽ ăn ba loại thạch này, hai cái loại này. Hôm nay thì Quỳnh chỉ quay video một mình thôi. Thì Quỳnh hôm nay Quỳnh quay bằng máy quay nha mọi người, để Quỳnh coi lại coi cái độ sắc nét như thế nào. Và Quỳnh cũng đổi luôn cái ống kính để cho mọi người dễ nhìn thấy phía đằng sau và cũng dễ nhìn thấy thức ăn rõ ràng hơn. Quỳnh cũng muốn đem đến những cái chất lượng video tốt hơn cho mọi người xem, tại vì Quỳnh quay bằng điện thoại thì Quỳnh quay bằng camera trước đó mọi người, cho nên thì Quỳnh đưa đồ ăn lên thì mọi người không thấy rõ được là cái đồ ăn nó sắc nét, cho nên Quỳnh mới muốn quay bằng camera để cho mọi người dễ xem hơn. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Đầu tiên thì Quỳnh sẽ lấy là bánh này, mình sẽ lấy ra nè. Bánh này là hình con thỏ mặt trăng, biểu tượng cho là mùa thu sắp đến nha mọi người. Mùa Tết Trung Thu sắp đến á. Thì Quỳnh cũng đi đặt bánh Trung Thu ngày hôm qua, nhưng mà là bánh Trung Thu phải đặt mới có mọi người, cho nên là Hảo Quỳnh muốn mua để làm video hôm nay, nhưng mà không có, phải là 10 ngày sau mới có. Mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Ở bên trong của nó thì nó có lớp đậu đỏ, nó ngọt. Ở ngoài là lớp mochi mà. Ăn cũng rất là ngon. Quỳnh không biết là hôm nay Quỳnh có thể nào ăn hết như đây hay không, nhưng mà mình sẽ cố gắng, tại vì mấy cái này nó ngọt mà, người đồ ăn chơi mà. Mochi bên đây thì làm chủ yếu là từ thì làm chủ yếu từ là bột mochi, và ở trong thì là chủ yếu là đậu đỏ là nhiều hơn rồi. Gần tới Tết Trung Thu rồi cho nên mochi nó ra rất là nhiều hình dạng mẫu mã, cho nên mình thấy dễ thương mình mua về review cho mọi người xem. Đây là thỏ ngọc, thì nãy trước khi ăn thì mình cũng đã quay một vòng cho mọi người xem rồi đó. Ở ngoài thì ngọt, và ở trong, ở ngoài thì nó hơi dẻo dẻo nha mọi người, ở trong thì là bột đậu đỏ thôi. Tất cả những loại này đều giống nhau, nhưng mà người ta trang trí nó khác nhau theo mùa thôi. Ngọt lắm mọi người. Mấy cái mochi bên đây Quỳnh ăn á, là wagashi mochi á, thì khi Quỳnh ăn thì Quỳnh không cần phải để vô ngăn mát tủ lạnh, nhưng mà cái yogan hay còn gọi là bánh thạch tranh vẽ này á, khi mà mình ăn á, thì mình để vào ngăn mát tủ lạnh mình ăn, nó mát mát nó ngon mọi người. Và thông thường thì những cái loại này thì nó bán vào mùa hè để cho người ta ăn, người ta giải nhiệt mùa hè. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cắt thử một phần cho mọi người xem. Đầu tiên là phần bên đây nha, mình sẽ cắt thử một phần bên đây cho mọi người xem nè. Mọi người xem phần bên trong thì cũng giống như vậy luôn. Khi mà Quỳnh cắt xong thì nó ra được như thế này nha mọi người. Sau khi Quỳnh cắt xong, và mặt trăng thì ở Nhật á, thì người ta ăn Tết Tết Trung Thu á mọi người, thì người ta chỉ ăn có hai loại bánh, đó là
được làm từ mochi. Thì vài bữa nữa mình sẽ quay review cho mọi người xem để mọi người biết về Tết Trung Thu ở Nhật người ta ăn cái gì nha. Và ở Nhật thì người ta không có nghĩ là ở trên cung trăng thì có hàng nghe và chú cuội như bên Việt Nam của mình. Ở Nhật thì người ta nghĩ ở trên cung trăng thì là sẽ có thỏ ngọc giả mochi để giả bột để làm mochi vào ngày rằm, và người ta sẽ ăn Tết Trung Thu làm 2 lần là tháng 8 âm lịch và tháng 9 âm lịch. Để tới bữa mà Quỳnh ăn bánh mochi Trung Thu thì Quỳnh sẽ nói rõ hơn về cái Tết Trung Thu ở Nhật cho mọi người biết. Bây giờ mình sẽ ăn này nha. Nó được làm từ khoai và thạch trộn lẫn với nhau, cho nên khi mà mình ăn nó có một độ béo và một độ dai sực sực. Ở Việt Nam mình thì Quỳnh chưa thấy làm cái loại mà thạch mà dừa khoai nha mọi người, mà làm theo hình tranh vẽ mà mình cắt ra từng lát từng rác mà ra được một bức tranh như thế này thì Quỳnh chưa thấy ở trên YouTube đăng. Và nó có một cái vị ngọt rất là ngọt mọi người. Cái mặt trăng mà hồi nãy Quỳnh cho mọi người xem ở đây á thì nó được làm từ thạch nha mọi người. Quỳnh nghĩ cái này người ta làm người ta ép bỏ vô khuôn á, ăn dây giòn sực sực rất là ngon. Và bây giờ thì mình sẽ thử tới cái bánh bên đây nha, Quỳnh về qua cho mọi người dễ thấy nha. Ở trong thì nó cũng giống y chang như vậy thôi mọi người. Nó là một bức tranh của đất nước mặt trời mọc. Quỳnh cắt như vậy khoảng chừng là 2 cm mà mình ăn để mình cảm nhận được cái hương vị của nó như thế nào. Quỳnh đang muốn để tại quậy. Những cái loại bánh khi mà Quỳnh ăn, Quỳnh review cho mọi người biết á, thì thông thường thì Quỳnh sẽ ăn và mình review thôi, chứ nghĩ mà ăn hết rồi mọi người. Mấy cái bánh này ngọt lắm, tiểu đường chúng chơi. Bánh bên này á, thì nó cũng có một cái vị ngọt y như cái bánh bên này luôn mọi người. Ngọt lắm mọi người. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cắt thử cái bánh bên đây, hay còn gọi là bánh bánh Sakura mà Gyokan Sakura. Thì ở trên thì nó có một lớp thạch nha mọi người. Nó cũng dễ cắt lắm. Mình thấy nó rất là mềm luôn. Đó, ở trong. Mình cắt ra rồi thì mình cắt nó hơi bị mỏng. Đó mọi người xem cái phần ở trong mình cắt. Cái phần ở trong mình mới vừa cắt nè, nhìn rất là đẹp mọi người. Cái phần dưới đây nè mọi người, nó làm từ trà xanh và ở trên thì có một lớp là trong suốt, đó là thạch, và ở trong nữa thì người ta cũng bỏ là thạch luôn, mà người ta làm những cánh hoa như là cánh hoa sakura vậy đó. Để mình ăn thử coi có vị như thế nào nha. Cái lớp thạch ở trong mọi người, cắn vô nghe cái sực lên luôn. Cái lớp thạch ở trong y như là cái thạch mà mình hay ăn, thạch lạnh mà mình hay đổ rau câu mọi người. Còn ở dưới xanh cho nên nó mới ra được cái màu xanh như thế này. Ăn rất là ngon mà. Ngọt lắm mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn tới cái bánh nào ta?
Mình sẽ ăn tới cái này nha. Cái này thì là tượng trưng cho mùa thu, vì nó ở trong thì nó có là hạt dẻ mọi người. Hạt dẻ thì ở Nhật á, vào tháng 9 như thế này thì bắt đầu là hạt dẻ nó sẽ rụng và người ta đi lụm hạt dẻ rất là nhiều mọi người. Lụm là lụm lụm tính tiền nha mọi người, chứ không phải lụm không. Lúc trước mình nghĩ là lụm không, ở trong rừng thì vô lụm không, nhưng mà không nha mọi người, người ta trồng xong sau đó mình đi mua vé vào mình đi lụm thì người ta sẽ đưa cho mình một cái bịch á, mình đựng đầy cái bịch thì mình đem về, và đem về nhà thì mình sẽ nấu cái món là cơm trộn với lại hạt dẻ với lại bạch tuộc các mọi người, trộn chung nấu lên ăn rất là ngon. Nấu món nó nhanh đó mọi người, có bao nhiêu hầm bà lằng nó bỏ vô trong cái nồi cơm điện rồi bấm nút cái rạc nêm nếm xong là nồi cơm sôi là cũng múc ra ăn mọi người. Món ăn ở Nhật á là nấu lên rất là nhiều món, rất là dễ nấu luôn. Để mình làm thử món đó rồi chia sẻ cái món đó cho mọi người biết nha, mà mọi người ăn món này chung với Quỳnh nha, nói nhiều quá. Lớp ngoài ở trên đây nè mọi người thì nó là hạt dẻ, bên trong thì là đậu đỏ, nhưng mà đậu đỏ này á thì mình thấy là đậu đỏ nguyên một hạt, nó không có xay nhuyễn đâu, mình ăn chúng cái hạt đậu đỏ còn nguyên hạt như thế này nè, còn nguyên một hạt đó mọi người. Thì khi mình cắn ra nó ấy vô trong cái hạt đậu đỏ rất là ngon, và hạt đậu đỏ này người ta đã xên với lại đường và mật ong. Hầu như những cái loại mà đậu đỏ bán ở trong siêu thị Nhật á mà đem về ăn thì mình thấy là xên với đường và mật ong rất là nhiều, chứ không có xên với đường không nha mọi người, xên với mật ong nữa. Tại sao mình biết là bởi vì mình qua nhà má chồng mình á, má chồng mình làm rồi cho mình cả hũ về ăn luôn, cho nên lúc đó mình mới học lớn được cái món là đậu đậu mà nấu đậu đỏ đó, nấu rồi trộn chung với lại đường và mật ong nấu dễ mọi người, rồi ăn chung với cơm nó ngọt khủng khiếp mọi người. Quỳnh mua tổng cộng 8 cái wakashimochi, nhưng thật chất thì Quỳnh không biết Quỳnh ăn hết 8 cái không, bởi nãy Quỳnh mới ăn cơm xong rồi bây giờ mới làm video. Cái tượng trưng cho mùa thu nữa ở bên bánh wagashi mochi này đó là nấm, hay còn gọi là nấm tùng nhung. Thì vài bữa nữa Quỳnh sẽ mua nấm tươi về ăn và review cái món này cho mọi người biết được cái nấm tùng nhung ở Nhật thì như thế nào, là nấm thông á mọi người. Nấm thông hay nấm tùng nhung thì ở trên đây người ta làm một cái cây nấm và người ta để một cái lá phong. Thì ở Nhật có lá phong và lá phong có hai loại hay ba bốn loại gì đó, thì có loại nó rụng và nó chuyển màu, có loại thì nó màu xanh quanh năm hoặc nó màu đỏ quanh năm luôn mọi người. Cái màu lên nhìn cũng rất là dễ thương mọi người, đẹp. Lấy ra khỏi hộp cho mọi người dễ coi nha. Quỳnh quay bằng máy quay phim á thì nó sẽ sắc nét hơn là Quỳnh quay bằng điện thoại. Mà mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Ở ngoài thì nó rất là mềm mọi người. Ở trong thì là màu trắng, ở ngoài thì là bột mochi dẻo dẻo mềm mềm, ở trong thì là màu trắng, đó là đậu trắng. Mình thấy nó rất là ngon mọi người. Ở đây nó hơi béo béo, giống như là có một cái vị trứng bên trong. Ngọt quá mọi người. Ăn món này là phải để bên một ca nước của mọi người. Giờ anh sáng giờ mầm mầm trên lầu biết mọi người nghe không,
Và cái biểu tượng thứ 5 là cái biểu tượng lá phong. Đây là lá phong thì Quỳnh không biết tại sao ở đây nó lại làm màu xanh. Nhưng mà đáng lẽ lá phong thì phải làm là cái màu nâu nâu, màu nâu nâu đỏ đỏ đó mọi người, thì nó mới giống. Nhưng mà thôi, mua loại nào là nó tùy theo tiệm nó làm mọi người. Cái vỏ đằng sau nó bị dính ngay cái hộp á mọi người, cho nên nó bị ngấn. Tại vì nó là mochi, nó rất là mềm, cho nên là để lên cái hộp thì nó sẽ bị ngấn. Và cái hộp thì mình cho mọi người xem cái hộp đây. Đó, đây là cái hộp này đó. Nó có cái ngấn như thế này, cho nên mình để lên thì cái bánh mochi nó sẽ bị ngấn, giống như là mình nấu những cái loại bánh giống như là bánh ít trần á mọi người. Ở ngoài thì vỏ nó mềm, mình để lên cái nào là nó in in dấu ấn ngàn năm, in dấu ấn ngàn thu. Ở ngoài cũng mềm và ở trong thì nó là bột đậu đỏ luôn mà. Ngọt quá mọi người. Ở Nhật có rất là nhiều loại mochi và những loại thạch mochi nữa, cho nên là Quỳnh sẽ quay và review cho mọi người biết thêm về những cái loại bánh kẹo ở Nhật. Quỳnh biết thì ở Việt Nam mình thì cũng có, nhưng mà nó không có đa dạng và phong phú cái mẫu mã như tại Nhật làm. Vì ở Nhật á, thông thường thì những cái quán mà người ta bán, người ta thường hay decor riêng một cái mẫu mã riêng cho cái tiệm của người ta, để người ta quảng bá cái hình ảnh cái tiệm đó, để khi mà khách đến đó thì nhớ cái tiệm đó nó bán cái món đó đặc trưng và chưa thấy cái tiệm nào bán. Nó giống như vậy nghĩ mọi người. Thì mochi này cũng giống y chang như vậy. Có nhiều loại thì có tiệm có tiệm không. Tại vì là nãy giờ mình cũng nói rồi đó, tự nhiên tới đây bí văn. Bà Quỳnh phải xàm dễ sao. Quỳnh là phải xàm thôi. Ngọt quá mọi người. Review đến đây thôi. Thì Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người thấy thích cái kênh của Quỳnh thì mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.